thấy John là một trong những người ảnh hưởng nhất đến cái phong cách chơi bóng của em. Phượng nghĩ là thầy John là một người thầy mà tuyệt vời nhất đối với Phượng. Đó là cái người mà làm cho Phượng luôn phải có đam mê với công việc, luôn phải nghiêm khắc với bản thân. John là một người thầy, có thể nói là người thầy đầu tiên mà mài giũa kỹ năng của mình cho đến bây giờ, để hoàn thiện đến bây giờ. Thầy John là một trong những người nước ngoài mà sống tình cảm nhất từ trước đến giờ mà em biết. Thầy John là một người rất tận tâm và nhiệt huyết với môn bóng đá. Thì đối với em, thầy John rất quan trọng để có được em như ngày hôm nay. Người thầy có tâm huyết, cực kỳ tâm huyết với các cầu thủ trẻ. Thầy John đồng tạo nên văn toàn đến bây giờ. Các bạn thân mến, và đó chính là Guillaume Gratien, một trong những huấn luyện viên đặc biệt nhất của bóng đá Việt Nam. Một huấn luyện viên người Pháp nhưng đã ở Việt Nam 15 năm và cống hiến rất nhiều cho bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, ông chính là người thầy đầu tiên của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Và đó cũng chính là nhân vật chính của Phương Nam Show ngày hôm nay. Và lúc này thì Phương Nam đang có mặt tại trung tâm Hàm Rồng. Và vị trí mà Phương Nam ngồi chính là cái vị trí mà cái lứa học viện đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai GMG Arsenal đã ở đây sinh hoạt và tập luyện. Và chắc chắn điều này sẽ gợi cho chúng ta rất nhiều những kỷ niệm và những ký ức, và cùng với đó là những câu chuyện liên quan đến vị khách mời đặc biệt này. Xin được hân hạnh giới thiệu huấn luyện viên ở Guillaume Gratien. Xin chào. Xin chào. John có khỏe không ạ? Rất khỏe. Vẫn khỏe. Và công việc của John trong thời gian gần đây thì thế nào ạ? How about your work? My job now, I move in the area with Nutty Food. Yeah. So we have a 2 years contract with GMG. Yeah. Years. So now I'm happy to work for Nutty Food because I can stay in Vietnam. Hôm nay thì thực sự là Phương Nam rất là vui khi mà được gặp lại John ở Hàm Rồng với rất nhiều những kỷ niệm, rất nhiều những ký ức. Chúng ta đã từng đối đầu với nhau trong những giải đấu ở các cấp độ giải trẻ, nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ ngồi đây và nói chuyện như những người bạn. Và có một điều mà Phương Nam muốn hỏi John đó là John đã ở Việt Nam 15 năm rồi. Vậy thì trong cái quãng thời gian 15 năm đó thì cái điều gì mà John ấn tượng nhất về Việt Nam, về Hoàng Anh Gia Lai, về GMG? My memory, the first is when I arrived here. I have the big lucky and the big chance with my job. I go travel all across the Vietnam for find the first generation of the academy on Gia Lai GMG Arsenal. And I can visit the country during 6 weeks. And this, it's for me, it was wonderful. I meet the nice people. I meet the very beautiful country. And after, it's the second very good memory before begin to work. It's the environment of the Hàm Rồng on Gia Lai. Tất nhiên là trong 15 năm đó thì có rất nhiều những cái quãng thời gian, có rất nhiều những kỷ niệm, có rất nhiều những điều đáng nhớ. Vậy thì với John thì kỷ niệm nào là kỷ niệm đẹp nhất? Kỷ niệm nào là kỷ niệm mà John cảm thấy ấn tượng nhất? The best is the beginning, because we don't know where we go. Yeah. We don't know many players when they arrived here. The on July the same. They don't know how we work. They don't know my job. So the first memory, it's every people, they are surprised. I know what I do. I know what my boss we do. But here they are surprised because we make many juggling. It's not really football that. It's a circus. The second part, we have no shoes. We play barefoot. Yeah. So they are very surprised, and it's amazing for Vietnamese people to know that. And the for me, the second part with a big memory, it's our first game in the V-League in 2015 against Canoa in the stadium. It's my skin. It's amazing for the youth. It's not the youth team, but they are very young, and the stadium was full, completely full. The referee must stop the game. The Mr. Duke must go on the field for can every fan
Thế còn những cái kỷ niệm buồn thì sao? Kỷ niệm mà vui thì có rồi, kỷ niệm đẹp có rồi, còn kỷ niệm buồn thì sao? Đó là những trận thất bại với các cấp độ của U19 Hoàng Gia Lai, hay là cái lời chia tay đối với Hoàng Gia Lai GMG? My saddest memory is to lose the first final in Indonesia. Yeah. For me, we are the best team. If we won the first final we had, maybe we write a different story after. There is another final in Myanmar, in Brunei. Yeah. We have a tournament and we lost against Myanmar. Mm-hmm. And for me, the same. Mm. We must win this tournament. Yeah. And after, I'm not sad about what happened in V-League, what happened between GMG and Hoàng Gia Lai. This is a life. We cannot stay all the life with a partner, the same partner. And you know, in the football, everything go very fast. I'm very happy to work 14 years for Hoàng Gia Lai. Vậy thì anh hãy kể một chút về những cái ngày đầu tiên mà anh đến với Hoàng Gia Lai. Lúc đó thì anh đã biết gì về Việt Nam, biết gì về Hoàng Gia Lai và biết gì về chúng tôi, và vì sao anh lại chọn Hoàng Gia Lai? I can change academy if I don't like the country, if I don't like. But I, like I said you, the first day when I, the first months when I travel too much in Vietnam, I have a very good feeling with the people, with the country. With the weather, and this is no begin, little. So I just remember I meet Mr. Vin, Ong Vin, and he introduced me with one or two best friends of him. He take care of me when we are in the hotel for go, and after it's about the job. If I stay long time here, it's because we have good result with the first generation. Mr. Luc was happy, so he signed a new contract 7 years. Có lẽ là lứa một của học viện Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn vẫn là một thứ gì đó thực sự đặc biệt đối với ông. Yes, they are special because by this it's the first. Yes. First love. So the first love. The first relationship, the first love, and the first training. So after the second group, the generation third, they know no shoes, they know some exercise, they know the. But with the first generation, anybody know what we do. So every people, they are surprised. Yeah. And the first generation, and especially these 3-4 players, they understand quickly what we want to play, what style we want to do. And they like quickly that. So after, my job is very easy. The player like what I give to them, so they work. It's like your baby. If you give one candy he don't like, and you give the same every day, one day he say you I like, it's not really good. And during 7 years they like what they do. Thật ra bọn em vào học viện từ khi còn 12 tuổi, và cái độ tuổi đấy theo em là vẫn là độ tuổi để hình thành nên rất nhiều thứ, nhất là về mặt kỹ thuật, nhãn quan chơi bóng. Và em học được rất nhiều từ thầy Zoom. Cái nhãn quan chơi bóng, những cái chi tiết hơn, có thể là những cái mà mình phải quan sát trước khi nhận bóng, hoặc là mình phải biết được là mình phải làm tiếp theo như thế nào trước khi nhận bóng. Ngay từ lúc mà Toàn vào học viện ấy, thì thầy Dung đã nhìn thấy điểm mạnh của Toàn, thì thầy tâm sự vào khả năng của Toàn là khả năng di chuyển, nên thầy đã cố gắng tập cho mình và dạy cho mình cách di chuyển trong những tình huống mà không bóng như nào, rèn giũa mình được đấy. Và đến bây giờ mỗi lần nghĩ lại những cái khoảng thời gian đó thì cảm thấy rất biết ơn thầy, vì may có thầy ở đấy mà đã có ngày Văn Toàn ngày hôm nay. Trên sân ngày xưa khi còn trẻ, em nhớ là năm đầu tiên mà khi mới vào học viện thì cái tôi của các cầu thủ nó khá lớn, vì mọi người từ mọi miền khác nhau đều nghĩ là mình là người hay nhất, mình người giỏi nhất. Thì trên sân có một tình huống em có nổi nóng với đồng đội, thì thầy cho em ra ngoài đứng xem ở đội tập trong buổi sáng hôm đấy. Thì buổi chiều thì thầy có gọi em ra trước khi buổi tập bắt đầu và có nói chuyện rồi giải thích em phải nên kiềm chế lại các thứ, thì sau đó em thay đổi khá nhiều. Có một điều mà tôi muốn hỏi Yom, đó là cái thời điểm mà Yom bắt đầu làm việc với Hoàng Gia Lai GMG, thì Yom được Bầu Đức hỗ trợ một cách hết sức nhiệt tình, được đầu tư tất cả mọi thứ tốt nhất, và Jom cùng với các cầu thủ của mình đã có những cái thành công nhất định và tham dự rất nhiều những trận chung kết. Nhưng thời điểm đó mình đã chưa thực sự thành công. Vì sao? It's a very good question because I ask me again this question, and
I find the part of this answer, your question, but I don't find completely the answer. So when we arrive in maybe the semi-final, it's clear. When we arrive in final, maybe me, I put too much pressure. For me, the style and the what you do inside the game is most important. When you are 18, 19, or 17, when you are professional, you have to win. But the result, when you are very good, for me, it's not really important. And the problem, when you have opponent team stronger, they score and one goal. After, they are strong in defense. And when we cannot score one goal, two goal, after begin difficult. And we have many finals, it's the same final. Yeah. Because I don't change tactically, or I don't change something for leave the ball to opponent, maybe more defense. Phải thú thật là cái thời điểm mà Jom dẫn dắt đội U19 Hoàng Gia Lai, rồi sau đó là đội U19 Việt Nam thì tôi rất là thích, tôi rất là thích. Nhưng sau đó khi Jom bắt đầu dẫn dắt cái lứa cầu thủ này tham dự V-League thì nó không còn có khả năng trình diễn một thứ bóng đá đẹp mắt như thế và đạt được thành công nữa. Vì sao? My first mistake. I have too much focus outside football. Because there is many problem outside football, and I don't focus in house on the pitch inside football. So this is my big mistake. So I lost many energy on the left, on the right, and not on the field. Yeah. And the players, they need my energy, and I need to correct more on the field. Yeah. We miss one central defender or one good goalkeeper, yeah, strong, and one attacker very strong. We have that when we begin the two first game. We have that. And after, the foreigner we have, they don't have the good level. Yeah. And the big reason for me, the players, they have 18, 19, yeah, and they are not strong. They miss some kilos, they miss some power. Mm. We control the game between the two box. Mm. But inside the box in defense, we take many goals, corner, free kick. Yeah. When we attack and we go in the box, yeah, we never score. Yeah. So me, I know step by step, and year, 1 year or 2 years after, at 23, when we begin the program, when they can be champion for many years. But we are late because maybe before we don't work in a gym. But yeah, at 18, 19, they have time after for develop the body. Nếu được làm lại thì anh có tin là mình sẽ làm tốt hơn không? Now I don't make the same mistake. I learn. Các bạn thân mến, đó là một sự khởi đầu với Jom Krachen ngày hôm nay. Những câu chuyện, những chia sẻ hết sức cởi mở. 15 năm là một hành trình tương đối dài. Và trong 15 năm đó thì tất nhiên rồi, điểm nhấn cũng như là những câu chuyện nhiều người biết nhất, nó vẫn là một cái câu chuyện liên quan đến thầy Jom và lứa học viện đầu tiên của Hoàng Gia Lai GMG Arsenal, với những Công Phượng, với những Tuấn Anh, với những Xuân Trường. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng quay ngược trở lại với thời gian để cùng ngẫm lại, cùng cảm nhận lại một quãng thời gian thực sự là rất tươi đẹp của thầy Jom cùng với các học trò của mình. Năm 2007, huấn luyện viên Jom Krachen lần đầu đặt chân đến Việt Nam. Ông đích thân tham gia công tác tuyển chọn và đào tạo các học viên cho lứa 1 của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG. Sau 7 năm tập luyện tại Trung tâm Hàm Rồng, Gia Lai, tháng 9 năm 2013, các học viên lứa 1 chính thức ra mắt người hâm mộ Việt Nam bằng một lối chơi ngắn nhỏ, phối hợp ít chạm, bàn bật đẹp mắt, một hình ảnh, một phong cách chưa từng xuất hiện từ trước tới nay. Ngay lập tức, những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh trở thành những cái tên được biết tới ở khắp nơi và nhận được sự hâm mộ cuồng nhiệt ở bất cứ đâu mà họ xuất hiện. Đoàn quân trẻ của huấn luyện viên Jom Krachen trở thành hiện tượng đặc biệt chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam, khi tình yêu bóng đá của người hâm mộ đang ngày một khô cằn theo thành tích đi xuống của các cấp độ đội tuyển, thì sự xuất hiện của các cậu bé lứa 1 Học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG như cơn mưa tưới mát tâm hồn những người yêu bóng đá đẹp. Tất cả đều kỳ vọng Công Phượng và các đồng đội sẽ cùng nhau chinh phục mọi giải đấu, cống hiến và đem về vinh quang cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Năm 2015, Bầu Đức đôn tất cả các cầu thủ trẻ của học viện lên thi đấu cho đội 1 Hoàng Anh Gia Lai. Đây là quyết định chưa từng có tiền lệ. Hoàng Anh Gia Lai trở thành đội bóng trẻ nhất trong lịch sử tham dự V-League. Đội bóng phố núi đi tới đâu, sân bóng nơi đó chật kín khán giả. Ai cũng khao khát được tận mắt chứng kiến lối chơi hoa mỹ, đẹp mắt từ đôi chân những cậu bé của thầy Jom. Nhưng môi trường V-League không có chỗ cho những mơ mộng của tuổi trẻ. Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai
dù sở hữu kỹ thuật nhưng lại thiếu đi sức mạnh, thể lực và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Đội bóng phố núi phải oằn mình chiến đấu cho một suất trụ hạng, chứ chưa nói tới việc được góp mặt trong top những đội dẫn đầu. Huấn luyện viên Julian Gracchen cũng nói lời chia tay chiếc ghế huấn luyện viên trưởng để quay trở về học viện, tiếp tục công tác đào tạo trẻ của mình. Niềm tiếc nuối lớn nhất mà người hâm mộ dành cho thầy Jom và các cậu bé lứa 1 của Học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG vẫn là chưa được thấy tập thể tài năng này thực sự vươn lên đỉnh cao để tương xứng với những kỳ vọng lớn lao ban đầu. Các bạn thân mến, sau lưng tôi là căn phòng của Công Phượng. Thầy Jom và Công Phượng cũng đã có những thời điểm sinh hoạt và tập luyện cùng nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục mạch câu chuyện này cùng với thầy Jom. Ông đã từng chia sẻ rằng Công Phượng là cái sự tiếc nuối nhất trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Điều này đúng hay sai? Because we never know what he can do in Europe, if he can have success or not. And for me it's a big regret about that. Mình cũng thể tách về cái quá khứ như nào, nhưng mà đó cũng là điều nuối tiếc của Phượng. Bởi vì cái đợt có rất nhiều cơ hội để mà Phượng đi trải nghiệm cũng như là đi ra nước ngoài lúc còn trẻ, nhưng mà có nhiều điều thì không thể thực hiện được, thì đó cũng là điều nuối tiếc với Phượng. Yeah. Ngoài Công Phượng thì còn những sự nuối tiếc nào khác như Tuấn Anh chẳng hạn? He have problem with the knee when he have 17-18. It's surgery one time, and after he continue to have a little problem with the same knee. So every coach, that's my talking, every coach must take care about different exercise of jumping and pliometry with him. Vietnamese players, they never say, coach, I'm sorry, I cannot do that or I cannot do that. They do. No. And after, they have pain more and they have problem. So we never know which level he can have today. Và tôi nghĩ rằng Jom cũng là một người hạnh phúc khi mà Jom được xem Tuấn Anh thi đấu ở những lứa tuổi U15, U17, cái thời điểm mà Tuấn Anh ở đỉnh cao phong độ của mình. Tôi thì không được xem điều đó. I don't know if for the player is the best moment, but for me it's the best moment of football. I'm like a fan when I sit on my bench, yes. And I just happy the yeah. what they do, yeah. And especially Tongan. In my midfielder, I have Swan Chuong can organize the game with the head. Yeah. My hood boy, Tonhan. So together, yeah. They are better if they play together. And after there is a dynamite, the bomb. It's a kung fu. So when everything lock. If you find Kung Fu, he can unlock every defense. Tôi thực sự cũng rất là tiếc cho Xuân Trường, bởi vì như Jom đã chia sẻ, Trường thông minh, Trường kỹ thuật tốt, nhưng tại sao Trường không thể vươn tới cái đỉnh cao của chính là Trường? For me, the system is very important for him. When you want play with Xuân Trường, you must make a system just for him. So you cannot play only at 2 midfielder, you must play at 3 midfielder. And if you play with two strong player, to my hood boy, the same Tonan, the yeah. same Hoan Duc, I like in Vitel, or some player with the same profile, Xuân Trường, he can perform for every game. I know what he can do with the ball. Nói về cái lối chơi đó là một cái lối chơi, theo em nếu là một người đặt cương vị là một người xem bóng đá chẳng hạn, thì em rất là thích thú khi xem những đội bóng lối chơi kiểu thế, kiểu Barcelona, Arsenal hay là Man City. Liverpool các thứ. Em nghĩ cái lối chơi đấy, nếu theo em thì nó là cái cấp độ cao nhất trong bóng đá. Nếu mà chơi dùng cái lối chơi đó để có thể áp đặt đối phương và có kết quả tốt, thì theo em đấy là cái lối chơi có cái cấp độ cao nhất. Nhưng thực sự là cái lứa đó cũng mang lại rất nhiều những cái sự nuối tiếc đúng không? Ví dụ như là Văn Sơn hay Đông Triều, những cầu thủ đã chơi rất hay ở lứa tuổi U19. Nhưng bây giờ thì họ không có cơ hội ở V-League. Van Son is a problem of the coach because he don't play in-house, so he lose time for develop. When you don't play, you don't take experience, you cannot go over step by step, you stay at the same level. And after, for Dong Chuyu, for me it's another problem. He focus outside football more for his business, for anything else. Nhiều người, đặc biệt là giới chuyên môn ấy, thì họ luôn ghi nhận cái
tư duy chơi bóng này, rồi cái kỹ năng chơi bóng của các học trò của John. Nhưng họ cũng nói rằng có vẻ như cái đội mình do John huấn luyện hơi thiếu đi thể lực và đặc biệt là thiếu đi sức mạnh. Thế nên là nhiều khi là các cầu thủ dễ bị chấn thương khi mà tham gia những cái trận đấu lớn. Thì John nghĩ thế nào về điều này? For me, the strength and strength is the main point for play football. Yeah. My style is not only technique, yeah. tactic, intelligent. Yeah. If you are not strong, you cannot develop. After, what means strong? For me, it's a strength. So you must, if you are like Kung Fu, like another player from academy or another player in Vietnam now, when I see them, shoulder, they never move now. Every team, every country dream to have this player or to find this player. It's not easy. Now the player with the strength of the legs in Vietnam, for me, it's not the weakness to be. Of course, you need a goalkeeper. You need two central defenders. Maybe you need one number nine, one number six, strength or tall. But after, you need strength. You can play with a small player everywhere. Barca, they don't win Champions League 2-3 years. They win nothing with a tall player. They have two central defenders, but they have power. They have speed and power. Và tôi nghe nói rằng cái lứa của Công Phượng Xuân Trường Tuấn Anh là họ không tập gym cho đến năm 19 tuổi. Điều đó đúng hay sai? We make only a core exercise. So it's our mistake. It's clear. but in GMG, when we work and the player sign the contract at 18, 19 in the professional team, they begin to work with professional team. So we update little about the core, go in gym with a heavy and a strength. This, it's they have program at 16, 17, not before. This it's an opinion of many newspapers because I control the game with the possession. My team play well, but in 1-1 we can be weak, and in defense we can take many goals. I have just one question for the newspaper at this time: how many passes the opponent can do against us? Not more 5. They lost ball at 5 passes. They lost ball. 1-1. If you compare Xuan Tuong, Kong Fung, and Aninho, Ton Han and Kong Fung, and Van Tan or Van Son or Hong Zui in 1-1, you cannot break them. It's difficult. Xuan Tuong, okay. It's for that you need 2 players. We work the system of defense. We work many things. After individual, I agree with you. There is some players they have weakness, but together the opponent team they cannot play football. They cannot develop the football. Tôi thấy John vẫn dành rất nhiều tình cảm cho cái lứa cầu thủ đó, vẫn quan tâm đến Công Phượng Xuân Trường Tuấn Anh hàng ngày đó. Và bây giờ thì mối quan hệ của John và các cầu thủ đó như thế nào? Nguyen Kong Phung invite me for the wedding in Phú Quốc. And he invite all the promotion 1 and promotion 2. Yeah. And over there, after many years, or some players like Kong Phong, Van Tan, I meet them because they live at 20 meters from my office, so I can meet them many times during the year. But some players, when they leave academy, I never meet them again. And at this wedding, I can meet all my generation, promotion 1 and 2, and together in the one time, and we share. Not only about football, we share the life. So I'm just happy to meet them. I said you, it's a love. It's not only I like, no, it's a love. I really love all the players. Từ bé thì thầy cũng rất là gần gũi, tại vì như bọn em cũng gắn bó rất là lâu với thầy, và thầy cũng gắn bó ở Hoàng Anh này cũng rất là lâu rồi. Từ ngày nhỏ thì bọn em đã bé thì thầy kiểu rất là tận tâm, không chỉ về bóng đá mà những cái vấn đề sinh hoạt hàng ngày thì thầy cũng rất là chu đáo. Có một lần thì trong lúc mà khi mà tăng bóng xong thì giải lao thì thầy đi xếp Parker thì có một cái goal ở đây thì muốn đá thầy đi ngang để đá vào qua thủ môn thì đá trúng vào mặt thầy, trúng vào đầu thầy. Yeah, đó kỷ niệm đáng nhớ. Đối với Toàn thì kỷ niệm đáng nhớ nhất có thể là lần mà thật sự cái lần mà đoàn đội mà hồi đấy là Toàn đã xuống khóa 2 rồi, và sau một thời gian tập ở khóa 2 thì khi đấy đội có một đợt
tập huấn tại Pháp và Anh. Nhưng mọi người cũng đã nghe thông tin đấy rồi. Thì khi đấy là lúc đầu nghe thông tin thì mình chỉ nghe là chỉ có khóa 1 đi thôi. Nên khoảng thời gian đấy thì mình cũng rất là buồn, mình cũng nghĩ là rất là nhiều. Mình cứ bảo khóa 1 đi, chắc khóa 2 chắc không được đi đâu. Nhưng mà đến khi chốt danh sách thì thấy gọi thì tôi sẽ bảo cho lên thì được khóa 2, được 2 người đi. Nên khi ấy cảm thấy rất là vui, các bạn thấy cũng đã tin tưởng. Đợt đấy thì lần đầu tiên đang khi ấy đội đá chỉ đá tập sân 7, sân 9 thôi. Mà khi sang nước ngoài thì lần đầu tiên đá sân 11. Mà khi đó thầy cũng đã trao cho toàn cơ hội đá chính ngay từ đợt đầu tiên đấy. Nên cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi được thầy tin tưởng đến như vậy. Người ta nói rằng là đến bây giờ cái lứa cầu thủ đó đã lên đến đỉnh cao phong độ rồi và sẽ không thể tiến bộ được hơn nữa. Quan điểm của thầy John thế nào? Are difficult to go up if they stay if the Vidig not change. Yeah. The stadium change in Vidig. Yeah. The field change in Vidig. Yeah. Step by step. So I hope with the infrastructure, the quality of the training will change with the good grass. Yeah. So I have no doubt about the develop of this player. Now you cannot develop alone. You need the infrastructure, so the environment is very important. Ở Việt Nam thì có một câu quen thuộc đó là một ngày làm thầy thì sẽ là mãi mãi sẽ là thầy. Vậy thì thầy John có lời nhắn nhủ gì đó tới lứa những cái học trò đầu tiên của mình không ạ? When you don't know exactly, you are crazy, so they give the heart at 100%. They give the head on the training at 100%. And they give the body at 100%. So, like I see, when you give everything every day and you work hard, you are near the success. And the first generation, they kill some exercise. In 5 minutes, they kill my exercise. So I need to create another thing quickly for correct and for put them in difficulty every time. They give me better and I try to give them better. Bây giờ thì John đã bắt đầu với cái công việc và sự nghiệp mới của mình với Nutifood GMG rồi. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút về cái công việc mới của mình, vẫn là một huấn luyện viên hay là sẽ đảm nhiệm một cái cương vị khác hơn ở Nutifood GMG? With Nutifood, I am just head coach. There is a manager of the academy. He began in 2015, so I'm not here for take his position and me. We are two people on the same company. Yeah. Now for me, with Angela, I have 14 years with many good moments. Yeah. This bad moment little is why I was in Vidig. Mm. When I stay in academy, 14 years old, 14 years I have any problem. Yeah. After, with Nutifood, it's a new challenge. Yeah. Challenge. New challenge for the future. A new challenge with this generation because we must finish this generation. New challenge for the future because we in one or two months we have the new generation. Anh đang có một cái sự khởi đầu có thể nói là hoàn hảo với Nutifood khi mà có được cái chức vô địch đầu tiên với U21 mà. But I have many people say me, coach, you stay with Angelai, you have a bad energy around you, or me, I say no, it's me, I'm the black cat, or we lose. Yeah. I change, I go with Nutifood, the first tournament, we win. We must be lucky. Yeah. We have a good team, but we are lucky on one or two games, especially the final. I know they are stronger than us. Và ở Nutifood thì có sự khác biệt nào đó so với Hoàng Gia hay không? The big difference, one, Hanjali, it's a club. We are inside the club. They won, they have a past. Yeah. They won 2 times the cup, the championship. Many people know Hanjali, they love Hanjali. Nutifood is different because it's a milk company and they have no team, they have no club. So now they must build their future. Vậy thì phương pháp đào tạo thì có gì thay đổi hay không? How about the coaching? Between Angela and Nutifood and me, GMG, I follow exactly the same process. Yeah. And the same, we update after 15 years old. With 15 years, we update some item about physically, for the core, for just this. But stay the base. Yeah.
Và sắp tới thì anh sẽ có một cái thử thách mới, đó sẽ là bắt đầu làm việc với một cái lứa cầu thủ nhỏ U10, U11 của Nottingham Forest đúng không ạ? Và anh có háo hức với cái lứa cầu thủ tiếp theo của Nottingham Forest hay không? I'm really excited because I just come back from Vietnam. I watch near 2000 players. La actually currently la we have 70 players for the second round. Begin on 25 June. So I hope we can make a team with 18-20 players. We can make very good group after begin for long time. Và nhìn lại 15 năm đã qua thì anh thấy cái dấu ấn của Học viện GMG đối với bóng đá Việt Nam, đối với bóng đá trẻ Việt Nam như thế nào? Like I said you, the first any people know GMG in Asia. Yeah. In Europe, in Africa, every people in Africa know them more 20 years ago. Yeah. So for them it's a challenge, and for me. And after it's about the job. Like I said you, we play without shoes. Mr. Luke asked many times when we can play a game. And we say no. We never play game under 17. We never play game. So it's difficult for the man paid everything. He understand. Yes. He give us time. He give us free. It's for that we have success. If we have one man. Put many money, but he won't control many things, yeah. And he don't leave the partner do his job at 100%. Bóng đá Việt Nam đã thay đổi như thế nào trong vòng 15 năm qua kể từ ngày ông bắt đầu đặt chân đến Việt Nam và cho đến tận bây giờ? There is many good field, the grass, there is the training not center like here, but training field. They are better than when I arrived. This is about the club. After the game. Thế còn Hoàng Anh Gia Lai thì sao? Rõ ràng là ông vẫn còn phải quan tâm rất nhiều đến Hoàng Gia Lai đúng không? Mùa giải năm ngoái thì Hoàng Gia Lai đã chơi hay và có cơ hội vô địch, nhưng cuối cùng thì giải đấu bị hủy. Năm nay thì mọi thứ lại khó khăn hơn nhiều. No lucky for last year because I think they have a good team. Now difficult for four game. Or like I said you before, for me there is two problems. One, it's the substitute. They have a difference between the titular and the substitute, the level. And when you need change some game for if some players they are injury, the main player, the key player, if they are injury or they are tired little, if you want turn, the level of your team, done. Yeah. For me, they lost the defender, the Korean player. And for me, last year, the Korean player is a... It's the strong defender, he can control the team behind. The coach can update the system or change or not, or focus only with the system. Yeah. I made the same mistake some years ago. I focus only in one system and every people know my system. They lock my player. Only Katisiak have the answer and the key. I hope for him he have success and do the best. He's a good man. For me, a good coach too. Và trong 15 năm đã qua thì John cũng đã chứng kiến mọi cái thăng trầm của đội tuyển quốc gia. Và rõ ràng là cái thời gian gần đây thì dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Park So thì đội tuyển Việt Nam đã có những thành công rất là lớn. Vậy thì John đánh giá lý do vì sao mà thầy Park lại có được một cái sự thành công như vậy? This is only my opinion. He have a good generation. And I know the generation he have in the head. So believe me, he have good generation. Not only good player, he have good men. So when you have intelligent player, it's easier to work tactically different thing because they can answer. For me now, it's not in-house. If you want to beat Japan, Korea, and the strong team for going World Cup, one day we must beat this team. And for me, the Vietnamese player, if not the, for the system, do the player again. If the system change and focus maybe more in attack or more the possession, maybe 90 minutes they cannot do the same Japan. Namoy, one half, step by step we can control the game. I saw some game when they decide to attack because they lost, they play crazy 15 minutes, the last 15 minutes. The last 15 minutes, they can destroy Japan or Korea. Why they don't try to do this 90 minutes? It's not a high level. Now, I wait Iraq, Emirates, Australia, Japan, Korea, China.
this team we must beat for go World Cup, and I hope Vietnam go World Cup one time. Gần đây thì U23 Việt Nam cũng đã tạo ra được một cái ấn tượng rất là lớn đối với khán giả. Và ở đâu đó tôi nhìn thấy cái hình ảnh của John Grachen 15 năm về trước, khi mà dẫn dắt cái đội bóng trẻ chơi trước đối thủ không hề biết sợ. Sơ đồ cũng là sơ đồ 4-3-3 tấn công, pressing rất giống với huấn luyện viên Công O'Quinn bây giờ. Sorry because I don't watch all the game. But I watched the first game and one half of the second game. And it's completely different of the system, of the thinking of the than Park Hang-seo. They are two Korean men. If there is many people like this style to control the ball, the possession, the pressing, to play high, to try to score more than opponent. And there is some people, they like strong defense, no take goal, and if we score one, we know we can win. It's a different thinking of football, it's a different coaching. For me, there is not the best or not the best. When you win, and you are the best. The result, at the high level, only the result talk. Nhiều người thì quan điểm rằng đội tuyển quốc gia thì họ sẽ cần phải có những trận thắng, cần phải có những thành tích. Nhưng với những cầu thủ trẻ thì nên khuyến khích họ được phát huy hết khả năng của mình. Cái quan điểm của John thì như thế nào? Not when you start at 17, 19 in the competition, but all before 19 or when you are young, you must learn to play. How you can win. How you do for don't take goal in defense. How you do for pressing. The principle of game and the learning of game is most important than the result. If you focus too much on the result, they forget to focus on the play, on the rule of play, the what the coach want to do in the game. Chúng ta nói nhiều chuyện bóng đá quá rồi. Bây giờ thì muốn hỏi thầy John là ngoài đời thì coach John là một người như thế nào? Outside football, first outside football, I have family now, so I take time with the three baby. Yeah. Well, they are not babies; they have 10, 8, and 4 years old. Yeah. So I have time with them. I have time in my home because when I work, I have every time outside the morning from evening. I have a good day. Yeah. I arrive at 6 a.m. Yeah. So when I come back, I stay relaxed in home. Yeah, I listen music, I watch many films. The last 10 years when I have a baby, three baby, they grow up, we talk, we must take care of them more. I try to cut to sing football some few hours in my home and stop to think about my work. Bảo Đức thì thế nào? Mối quan hệ của anh với Bảo Đức như thế nào? Me and Mr. Đức, I think we have too much respect and big respect when we meet him. But long time I don't meet him and I don't see him. Very long time. So I hope meet him very soon and say hello to him. Và trong những năm tháng qua thì anh cảm nhận như thế nào về đất nước và con người Việt Nam? If I don't like, I stop and I don't stay, so it's very easy for understand. Yes. I said you when I'm arrive here, there is a energy with the people. They are very kind. They are scared of me sometimes because I have a lump. They touch my nose. Where are you? Where come from? And when you talk with them, when I try to speak Vietnamese with them, I love the country. I love the people. And now I give 15 years about football, and now they return me very good because they show me they love me too, and the country is for me it's a beautiful country. Và những kế hoạch, những mục tiêu sắp tới của anh như thế nào? My future is with Nutty Food 2 years. Yeah. I hope they sign a new contract again and I can stay here a long time more. Yeah. If with Nutty Food and GMG they don't sign 2 years after, they stop this contract. Yeah. I think I must move in Africa. And I must stay with GMG for I cannot move now.
Một lần nữa cảm ơn John về những gì mà John đã dành cho Phương Nam Show cũng như là cho On Football ngày hôm nay. Chúc John sẽ tiếp tục giữ được cái tình yêu đối với Nutifood MG, đối với bóng đá Việt Nam, đối với đất nước Việt Nam. Và hy vọng là John sẽ ở Việt Nam thật lâu hơn nữa và đào tạo ra nhiều thế hệ cầu thủ nữa, đúng không? Em hy vọng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa trải qua một cuộc trao đổi rất là thú vị với John Gratchen, một người đàn ông đáng kính, một người thầy mẫu mực và một người đồng nghiệp mà có thể nói là được Phương Nam hết sức tôn trọng. Những gì mà John đã cống hiến cho Hoàng Gia Lai, cho bóng đá trẻ Việt Nam trong những năm tháng vừa qua là những công lao cực kỳ lớn và không thể phủ nhận. Và có lẽ để kết lại chương trình Phương Nam Show ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dành một phần đặc biệt, đó là những lời cảm ơn của những người học trò ở lứa đầu tiên của thầy John. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hay là những nhân vật khác họ nói gì về người thầy của mình. Và đối với John Gratchen thì tôi nghĩ rằng sự ghi nhận của họ chính là món quà lớn nhất trong suốt quãng thời gian ông làm việc tại Việt Nam. Phương Nam Show xin được khép lại chương trình ngày hôm nay. Ở đây chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình tiếp theo, những nhân vật tiếp theo, những câu chuyện tiếp theo. Mặc dù khoảng cách cũng là gần nhưng mà thời gian lịch tập nó rất là khác nhau nên thời gian gặp cũng ít. Nhưng mà do mình đang quen với hiện tại hình ảnh của thầy ở đây rồi nên mình đã quen rồi, nhưng mà đã chưa nghĩ được sau này có thể thầy không có ở Việt Nam nữa, thầy đi sang một khác thì sẽ như thế nào. Chắc cũng rất là buồn vì mình đã gắn bó với một cái gì đó quá là lâu rồi, nên hy vọng là mọi thứ vẫn sẽ ổn với cả Toàn và thầy. Mong rằng thầy sẽ có được cái sự nghiệp thành công, có thể dù là huấn luyện viên của làm việc với em, lứa của em hay là làm việc ở bất kỳ đâu nữa. Em vẫn mong muốn là thầy có thể có cơ hội được làm ở những cái cấp độ cao nhất có thể và thành công ở những cái cấp độ đó. Thầy gắn bó với mình cả tuổi thanh xuân, cả tuổi thơ ấu nên hy vọng là thầy sẽ luôn đạt nhiều sức khỏe, đạt được nhiều thành công. Và mình nghĩ là thầy luôn là một người thầy có thể nói là một trong những người thầy đào tạo trẻ hay nhất hiện tại bây giờ. Thì cũng hy vọng là tương lai sẽ có nhiều bạn được đào tạo trẻ dưới tay thầy và thành công hơn. Và chúc thầy luôn mạnh khỏe và thành công, hạnh phúc bên gia đình. Chúc thầy luôn có thật nhiều niềm vui trong công việc, giữ được cái nhiệt huyết của mình. Và với em thì nếu như thầy còn làm việc ngày nào thì nó sẽ là điều rất may mắn, rất tốt cho bóng đá trẻ Việt Nam. Phượng chỉ mong là thầy John luôn có một sức khỏe và luôn vui vẻ để mà tiếp tục cái niềm đam mê của mình ở Việt Nam.